chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review. Con đồ Duty Warzone 2.0 kể từ khi ra mắt đã luôn nhận lại những ý kiến trái chiều, từ lối chơi dần trở nên nhàm chán cho đến các lỗi game thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, cái tên Call of Duty vẫn luôn nổi trội trên thị trường ngành game, đã có lúc đạt 25 triệu lượt truy cập vào game. Vậy nguyên nhân do đâu? Cần build bộ PC như thế nào để có thể giải quyết hết tất cả vấn đề của tựa game cực nặng này? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Để chơi được Call of Duty Warzone 2, nhà phát hành yêu cầu bạn cần có bộ vi xử lý Core i5 2500K hoặc AMD Ryzen 3 1200 cùng card đồ họa Nvidia GTX 960 hoặc AMD RX 470. Tuy nhiên, để chơi tựa game này một cách ổn định, người chơi cần phải đầu tư con chip Core i7 4770 hoặc AMD Ryzen 5 1400 và card đồ họa Nvidia GTX 10606G hoặc AMD RX 580 trở lên. Từ những dữ liệu mà Activision đưa ra, chúng mình sẽ build cho các bạn một bộ PC chỉ với 25 triệu đồng có thể giúp các bạn đáp ứng nhu cầu chơi mượt từ game này và full setting ở mức FPS cao nhất có thể. Với vi xử lý Intel Core i7 12700K và card đồ họa RTX 3060 Ti và cặp RAM 16GB. Như vậy, với cấu hình trên, những pha combat và đấu súng sinh tồn sẽ trở nên cực kỳ hoành tráng. Về mặt hình ảnh và âm thanh, đây là thứ mà Call of Duty ít khi làm người ta phải thất vọng. Ánh sáng, hiệu ứng đổ bóng, thiết kế môi trường, chi tiết vật thể đều cực kỳ đẹp. Sự chăm chút về chi tiết nhỏ và animation của súng là điều mình vô cùng ấn tượng. Từng con ốc vít, khớp nối, góc cạnh hay chất liệu của súng được hoàn thiện tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc. Và chúng ta không thể không nhắc đến âm thanh. Từng khẩu súng đều có âm thanh khi khai đạn và nạp đạn cực kỳ riêng biệt. Lối chơi của Call of Duty Warzone 2 vẫn đi theo những mô típ cũ, tuy nhiên những sự đổi mới đã được thêm vào để lối chơi trở nên không bị nhàm chán. Khách quan có, trái chiều có, tuy nhiên những vấn đề đã được Studio Infinity War cố gắng giải quyết triệt để. Hiện tại, Call of Duty Warzone 2 vẫn luôn có lượng người chơi ổn định, vẫn là một tựa game cực kỳ đáng trải nghiệm trong thời gian tới. Vậy là chúng mình đã test xong cho các bạn bộ PC chỉ với giá 25 triệu đồng có thể chơi mượt Call of Duty Warzone 2.0 và đồng thời có thể chơi mượt tất cả các tựa game chip quay hot nhất trên thị trường. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.